lật xe tải chở dàn siêu xe trị giá cả triệu USD, vụ lật xe tải chở theo 9 siêu xe trị giá hàng triệu USD xảy ra tại Anh Quốc mới đây khiến nhiều xe bị hư hỏng, biến dạng. Những vụ tai nạn liên quan đến siêu xe luôn gây ra thiệt hại lớn. Mới đây một chiếc xe tải chuyên dụng chở theo 9 siêu xe đã gặp nạn trên đường cao tốc A20 gần Fanning, Kent, phía đông nam London, Anh, khiến hầu hết các siêu xe được vận chuyển đều bị hư hỏng. Vụ tai nạn trên được xác định xảy vào khoảng chiều tối ngày 24 tháng 8. Tại thời điểm xe tải bị lật, trên xe chở theo 9 siêu xe mang thương hiệu hạng sang đắt tiền như Mercedes-Benz, Aston Martin, BMW và Lamborghini. Xe tải chở theo hàng loạt siêu xe bị lật trên cao tốc tại Anh Quốc. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe tải lật ngang trên đường. Đội cảnh sát giao thông khu vực Kent đã đến hiện trường. Việc ra vào đoạn đường cao tốc này sau đó đã bị khóa để phục vụ công tác cứu hộ. Không có thiệt hại về người trong vụ tai nạn, tài xế lái xe tải chỉ bị thương nhẹ và được đưa đi sơ cứu ngay sau đó. Tuy nhiên thiệt hại về vật chất rất lớn. Phần lớn các siêu xe được vận chuyển trên xe tải vẫn còn trong khoang hàng, nhiều xe bị móc méo, biến dạng. Trong khi đó, một chiếc văng ra khỏi xe tải và lật ngửa. Một trong những chiếc xe được nhìn thấy trên khoang chở hàng là Lamborghini Huracan màu đỏ, có mức giá đề xuất lên tới gần 200.000 đô la Mỹ. Siêu xe này bể kính chắn gió trước, phần mui xe cũng bị móc méo, biến dạng. Phần lớn siêu xe được vận chuyển trên xe tải vẫn còn trong khoang hàng, nhiều xe bị móc méo, biến dạng. Bên cạnh đó, còn có một chiếc Jaguar F-Type màu đen. Chiếc xe này được xác định có giá khoảng 79.000 đô la Mỹ, thậm chí phiên bản đắt tiền hơn có giá lên tới 136.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, chiếc xe bị văng ra khỏi khoang chở hàng và lật ngửa là Bentley. Ngoài ra còn có một chiếc Aston Martin DB11 bị lật nghiêng ở phía sau. Chiếc Bentley bị văng ra khỏi khoang chở hàng của xe tải. Theo Autocar, dàn siêu xe này đang trên đường vận chuyển đến một lễ hội ô tô thì gặp nạn, thiệt hại ước tính lên đến hàng triệu USD. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cảnh sát điều tra, làm rõ. Những xe gặp nạn có Jaguar F-Type, Aston Martin DB11, Lamborghini Huracan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.